cô Lan xin chào các anh chị. Vậy là hai buổi chia sẻ đầy giá trị của chương trình Đường đến trái tim con đã diễn ra. Cô Lan sẽ dành tặng các anh chị một phần quà đặc biệt cho con trong dịp khai giảng này. Hứa hẹn sẽ giúp các cha mẹ trở thành cha mẹ vĩ đại và sở hữu những quy trình quyền năng để có thể kết nối sâu sắc với con. Buổi thứ ba cũng là buổi cuối cùng của hành trình Đường đến trái tim con. Trong buổi tối ngày hôm nay, cha mẹ sẽ được sở hữu 80% giá trị chương trình và được trực tiếp thực hiện quy trình bóc mác cho con vô cùng quyền năng. Thế tại sao mình cần phải bóc mác cho con? Trong cái hành trình mình nuôi dạy con, vô tình mình đã gán cho con những cái mác tiêu cực như là lười biếng, chậm chạp, hư, bướng hay là mê game. Và tất cả những cái điều đấy nó đang ở bên trong con và bộc lộ ra bên ngoài cuộc sống của con. Nên cuối buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện quy trình bóc mác cho con. Những kiến thức của những bậc cha mẹ thông thái sẽ được chia sẻ như là 3 yếu tố để kết nối và dạy con thành tài. 5 cấp độ cha mẹ vĩ đại sẽ là cha mẹ như thế nào? Cha mẹ thông thái thì sẽ ra sao? Đâu là chìa khóa để giúp ta kết nối với con sâu sắc, từ đó thấu hiểu, đồng hành, dẫn dắt con trở thành một con người tuyệt vời với phiên bản của chính con. Đã đến lúc để thay đổi, thức tỉnh, trở thành người cha, người mẹ thông thái, minh triết. Lựa chọn có mặt trong hành trình này chính là đang từng bước để các cha mẹ kết nối với con, chữa lành để thay đổi mỗi ngày tốt hơn. Cô Lan xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào lúc 19:30 trong buổi 3 hành trình Đường đến trái tim con.